giáo viên quỳ để xin lỗi phụ huynh, cô giáo đã sai, phụ huynh cũng không vừa. Theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, việc cô giáo phạt học sinh quỳ đến nỗi, sợ đến trường là rất sai, nhưng việc phụ huynh kéo đến trường làm ầm ĩ, khiến cô giáo phải quỳ xuống, để xin lỗi như thế là khó chấp nhận. Tối 4 tháng 3, thông tin về việc, một nhóm phụ huynh gây áp lực, khiến giáo viên phải quỳ gối xin lỗi, nhận được sự quan tâm và tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, một giáo viên của trường tiểu học Bình Chánh, Long An, áp dụng biện pháp xử phạt học sinh vi phạm nội quy, bằng hình thức quỳ gối. Sau hình phạt này, một số em sợ không đi học. Rồi 4 phụ huynh có con bị phạt, đã kéo tới trường lớn tiếng phản ánh, cho rằng, cách giáo dục của cô giáo, vượt quá chuẩn mực sư phạm. Cô giáo đã nhận sai, và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, hứa khắc phục sai sót. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn không đồng tình, gây áp lực, khiến giáo viên phải quỳ xuống để xin lỗi. Sau sự việc này, dư luận có những luồng ý kiến khác nhau, thậm chí bày tỏ sự chua xót cho nghề giáo. Có ý kiến cho rằng, đây là chuyện ngược đời. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, cho rằng, hành xử của cả giáo viên và phụ huynh đều rất sai. Người chịu tổn thương trong trường hợp này sẽ là con trẻ. Các hành vi của trẻ có thể đúng hoặc sai, đưa ra hình phạt là cần thiết, nhưng phạt thế nào để đủ răn đe, không ảnh hưởng đến việc học tập, tâm lý của trẻ mà vẫn phù hợp với môi trường giáo dục, thì nhà trường, giáo viên phải cân nhắc. Nếu hình phạt mình đưa ra khiến học sinh sợ đến mức không dám đi học, thì hình phạt đó là chưa phù hợp, để không ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Có rất nhiều phương pháp để kéo học sinh hứng thú hơn với học tập, chứ không phải là phạt thật nặng, để các em sợ hãi. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An chia sẻ, dù đánh giá hình phạt, bắt học sinh quỳ là không nên, nhưng bà cũng cho rằng, việc phụ huynh có hành xử như kéo đến trường làm ầm ĩ, bắt cô giáo xin lỗi, hay quỳ xuống là không nên, phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục. Ai cũng có lúc làm sai, đáng lẽ phụ huynh nên bình tĩnh, tìm hiểu rõ sự việc, và phối hợp với nhà trường, trong việc giáo dục con mình, thì lại có hành xử, có thể khiến đứa trẻ trở nên ngạo mạn. Tại sao cô giáo đã xin lỗi rồi, mà phụ huynh vẫn không chấp nhận, để tình hình căng thẳng đến mức, cô giáo phải quỳ xuống để xin lỗi? Học sinh biết được sự việc này, chúng sẽ nghĩ thế nào, có dành sự tôn trọng cho cô giáo nữa không? Phó giáo sư An chia sẻ thêm. Bà cũng cho rằng, việc giáo dục nhân cách của trẻ, cần phải được quan tâm đặc biệt, phải được thực hiện ngay từ khi còn bé. Vì vậy, rất cần sự phối hợp của nhà trường và gia đình, nếu không, trẻ sẽ rất dễ đi chệch hướng. Để người tâm thần lên máy bay, 5 nhân viên hàng không bị phạt 44 triệu đồng. 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh bị phạt mỗi người 10 triệu đồng và 1 nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng. Sau vụ một thanh niên tâm thần vượt rào an ninh lên máy bay đang chuẩn bị đón khách. Nguồn tin của báo Người Lao Động chiều nay 4 tháng 3 xác nhận nhà chức trách hàng không đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các cá nhân, để xảy ra sự việc, nam thanh niên 21 tuổi vượt rào an ninh lên chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách tại sân bay Vinh, Nghệ An. Cụ thể, lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân liên quan, bao gồm 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh, mỗi người bị phạt 10 triệu đồng, cùng hình thức phạt bổ sung là rút giấy phép hành nghề 2 tháng. Một nhân viên dịch vụ mặt đất khác bị phạt tiền 4 triệu đồng. Sự việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 3 tháng 3, khi chuyến bay VN-1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón khách, thì tiếp viên bất ngờ phát hiện một nam thanh niên xuất hiện ở cửa máy bay và định vào khoang hành khách. Thời điểm đó chưa đến giờ đón khách lên máy bay. Tiếp viên yêu cầu nam thanh niên trình thẻ lên máy bay, nhưng người này không xuất trình được. Do đó, tổ bay đã ngăn chặn và báo lực lượng an ninh sân bay Vinh phối hợp xử lý. Nhân thân của người đột nhập sân bay sau đó được nhà chức trách hàng không và cơ quan công an làm rõ. Đó là một sinh viên đại học 21 tuổi, cư trú trên địa bàn, đang trong thời gian được nhà trường cho nghỉ học để điều trị bệnh tâm thần. Gia đình sinh viên này cũng đã trình các giấy tờ liên quan và hồ sơ để chứng minh tình trạng sức khỏe của con em mình, nên thanh niên vi phạm đã được cơ quan công an cho về nhà, không tạm giữ để điều tra.
theo tường trình của các bộ phận liên quan tại sân bay. Cơ quan chức năng xác định, thanh niên 21 tuổi này đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào cảng hàng không Vinh, tiếp tục vượt qua nhiều chốt, đảm bảo an ninh khác, đi xuyên qua khu bay rất rộng, trèo lên cầu thang, rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn bị đón khách. Khi thanh niên này đến cửa máy bay, thì bị tổ tiếp viên phát hiện, ngăn chặn và báo cho lực lượng an ninh xử lý. Ngay trong ngày 3 tháng 3, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ công tác điều tra vụ việc, đồng thời tổng rà soát lại công tác an ninh của cảng hàng không Vinh để rút kinh nghiệm, khắc phục và ngăn ngừa tái diễn vụ việc tương tự. Một túi vàng bỏ quên trong bao lúa, nhiều người nhận là chủ nhân. Chỉ có một túi vàng bỏ quên trong bao lúa, nhưng nhiều người tự nhận mình là chủ nhân số vàng trên, khiến người nhặt được mệt mỏi. Vì không biết ai là chủ nhân đích thực. Sáng 5 tháng 3, ông Lê Quang Thắng, ngụ xã Phước Hương, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, nhiều người đã liên hệ và tự nhận mình là chủ nhân số vàng mà gia đình ông nhặt được trong bao lúa. Tuy nhiên, ông từ chối trả lại vì họ không đưa ra được các câu trả lời chính xác về số vàng trên. Có người phụ nữ tên Hờ ở cùng địa phương đến nhận mình là chủ số vàng trên. Nhưng cô ta trả lời không đúng những câu hỏi về nguồn gốc số vàng. Lúc đầu chị Hờ nói tương đương số vàng bị mất, nhưng khi hỏi chi tiết thì chị này trả lời không đúng, chứng minh nhân dân mang đến cũng không hợp lệ. Ông Thắng cho hay, theo ông Thắng, thời gian qua, gia đình ông đã rất mệt mỏi vì chưa tìm được chủ nhân thực sự để trao vàng. Nhiều cuộc gọi được gọi đến, tự nhận là chủ số vàng trên, trong khi đó, các nhân công làm việc tại gia đình đòi chia tài sản vì họ có công trong việc phát hiện số vàng. Có người ở tận Hà Nội gọi vào, nhưng khi tôi nói không phải thì họ im ru. Thực sự, gia đình tôi cũng mệt mỏi. Lo lắng đủ thứ, nên chờ vài ngày nữa, nếu tìm không ra chủ nhân của số vàng này, tôi sẽ bàn giao cho chính quyền nhờ tìm giúp, ông Thắng thông tin thêm. Theo bà Nguyễn Thị Phương Kiều, trưởng đài truyền thanh xã Phước Hương, đây là trường hợp đầu tiên ở địa phương, người dân đến nhờ đài thông báo, trả lại vàng cho người bị mất. Lâu nay, chỉ có người nhặt được giấy tờ, đến nhờ đài thông báo, người đánh rơi đến nhận lại. Dù đài đã thông báo liên tục, nhưng vẫn chưa có người đến nhận lại vàng. Đài sẽ tiếp tục thông báo, đến khi có người đến nhận lại số vàng trên, bà Kiều chia sẻ. Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng cho biết, đã nắm thông tin gia đình ông Lê Quang Thắng, rao tin, tìm chủ số vàng mà gia đình ông nhặt được trong bao lúa. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn chưa được thấy số vàng này, vì gia đình ông Thắng cất giữ rất cẩn thận, không muốn tiết lộ ra ngoài. Hành động nhặt được vàng và trả lại người mất của gia đình ông Thắng đáng để biểu dương, chính quyền sẽ vào cuộc để hỗ trợ tìm đúng người đánh rơi vàng. Ông Tân nói, như đã thông tin, khoảng đầu tháng 1, gia đình ông Thắng thu mua lúa của người dân địa phương và các vùng lân cận về xay thành gạo để bán. Trong quá trình đổ lúa ra để đưa vào máy xay, công nhân phát hiện một bịch vải nằm lẫn trong bao lúa. Khi mở bịch ra, người này phát hiện là vàng 24K với số lượng gần 3 lượng. Sau đó, gia đình ông Thắng nhiều lần đến các cơ quan báo chí địa phương nhờ đăng thông tin để tìm chủ nhân số vàng bị đánh rơi trong bao lúa. Tuy nhiên, hơn 2 tháng qua, gia đình ông Thắng vẫn chưa tìm được chủ nhân đích thực số vàng trên. Chú chó đứng đợi chuyến tàu mỗi đêm và câu chuyện cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt. Một đoạn video ghi lại cảnh cô chó ngồi ở ga tàu ngóng theo những chuyến tàu qua lại như đang tìm kiếm một điều gì đó khiến cho cư dân mạng cảm động. Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về chú chó mà mình gặp tại ga tàu mỗi tối như để tìm kiếm một thứ gì đó. Được biết, cứ 11 giờ đêm hàng ngày, chú chó chạy đến ga Kanjurmarg ở Ấn Độ và nhìn chằm chằm qua cửa của những chuyến tàu chạy qua theo hướng Kazan. Theo tờ Mumbai Mail, cô chó này sẽ ngồi tại ga tàu và chỉ nhìn vào khoang dành cho phụ nữ. Khi không thấy ai xuống, con chó lại chạy, đuổi theo tàu một quãng đường khá dài như đang tìm kiếm một điều gì đó. Ông Samer Thorat, một người dân địa phương và cũng là người hay chọn đi tàu, đã dùng điện thoại ghi lại hành động của chú chó vào hôm 2 tháng 1 và chia sẻ nó lên mạng xã hội. Đoạn video lập tức đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người và đã có rất nhiều bình luận hỏi thăm về cô chó này ở bên dưới.
Một vài ý kiến cho rằng có thể chú chó này đã bị chủ cũ bỏ lại tại ga tàu, bởi vậy mà nó sẽ chờ đợi ở đó cho tới khi nhìn thấy và tìm lại được người chủ của mình. Một số người khác lại nghĩ rằng có thể chú chó đã bị lạc chủ trên chuyến tàu nào đó, vì vậy mà nó cứ ra ga để ngóng trông theo những chuyến tàu. Cứ 11 giờ đêm, con chó lại ra ngồi đợi tại ga tàu. Rất nhiều người cho rằng cô chó nhỏ này có lẽ đang chờ đợi người chủ cũ của mình. Với những người dân bản địa, việc cô chó này xuất hiện tại ga tàu mỗi đêm đã trở thành điều quen thuộc bởi họ đã chăm nó cùng với đàn chó con trong suốt thời gian qua. Ông Thorat đã chia sẻ với tờ Mumbai Mail, mỗi ngày đi làm về tôi đều nhìn thấy con chó này ngồi ở đây. Cách nó ngồi chờ ở ga tàu và chỉ nhìn theo khoang dành cho phụ nữ cho thấy dường như nó đang tìm kiếm một người đã từng gắn bó với nó, có thể là người chủ cũ đã từng nuôi nó hay đem nó bỏ đi. Saurav Verma, người đã cho chú chó ăn suốt thời gian qua, cho biết chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau, nó thậm chí còn đưa tôi tới xem bốn chú chó con của nó. Tôi đang cố tìm cho nó một người chủ mới, người có thể chăm sóc và lo lắng cho cả năm mẹ con cô chó này.